Man United sẽ cố gắng lần cuối ở vụ Anthony. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man United sẽ cố gắng lần nữa để giúp huấn luyện viên Erik ten Hag có được chữ ký của cậu học trò của Anthony từ Ajax. Thông tin từ Romano cho hay, Man United có kế hoạch tiếp cận Ajax một lần nữa để chiêu mua Anthony trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2022 đóng cửa. Thỏa thuận được coi là khó khăn hơn nhiều bởi Ajax muốn giữ Anthony nhưng Quỷ Đỏ sẽ cố gắng tối đa. Cody Gakpo vẫn là lựa chọn dễ chịu hơn trong danh sách mua sắm của Man United, còn việc mượn Pulisic phụ thuộc vào Tapoli. Rõ ràng, khi thị trường chuyển nhượng 2022 đang hẹp dần, đóng cửa vào ngày 1 tháng 9, Man United đang phải làm hết sức bởi những mục tiêu gần đây của họ như Adrian Rabiot, Marco Arnautovic vì lý do nào đó mà không thể hoàn tất. Trong khi đó, tình hình câu lạc bộ lại đang có chiều hướng xấu đi sau hai trận thua liên tiếp, còn hàng công vẫn cực kỳ tệ hại. Anthony Martial chưa quay lại, Mason Greenwood còn lâu mới tái xuất, Cristiano Ronaldo chăm phá đội, còn Marcus Rashford quá tệ. Đó là lý do vì sao mà sau một thời gian tưởng như Man United đã quên Anthony thì nay họ phải quay lại. Trước đó, Mu đã buộc phải rút lui vì sự cứng rắn của đối tác. Theo Daily Mail, đội bóng Hà Lan yêu cầu nhận 84 triệu bảng cho Anthony. Trước đó, con số này chỉ là 68 triệu bảng. Động thái này cho thấy ý định rõ ràng của Ajax, đó là giữ chân bằng được cầu thủ 22 tuổi. Đây thực tế là điều dễ hiểu bởi Ajax đã mất quá nhiều cầu thủ ở hè 2022, trong đó có 4 trụ cột gồm Lisandro Martinez, Sebastian Haller, Trajan Gravenberch và Nicolas Tagliafico. Nếu bán thêm Anthony, đại diện Hà Lan hứa hẹn sẽ gặp vô vàn khó khăn. Giờ đây, người ta đang chờ xem liệu Mu sẽ đưa ra con số bao nhiêu để thuyết phục đối tác. Cho tới thời điểm hiện tại, Mu đến nay mang về 3 tân binh, gồm Tyrone Malacia, Eriksen và Lisandro Martinez. Đương nhiên, con số đó là quá thấp cho kế hoạch xây dựng lại Mu của Ten Hag.